Rồi, bây giờ mình sẽ đi chi tiết bộ xi nhan của thằng 8186 nha. Đây. À, đây là xi nhan của thằng 8186. Cánh nén thì thay hai cái đế thôi. Thay hai cái đế trước thôi là ra cánh nén. Còn lại trước 78, 8186 thì sẽ chung nha. À, đây có hai bộ để sẵn, mình để sẵn hai cái chụp, một cái chụp bầu, cái chụp vuông luôn. À, anh em nào mua bộ nào mình lấy luôn cho nhanh các bạn. Chụp xi nhan không nứt bể nha, không nứt bể. Này, chân xi nhan đẹp. À, giá 3 triệu một bộ nha các bạn. Này, chụp xi nhan đẹp nè, đó, chân xi nhan không nứt bể, chập xi nhan không nứt bể nha, bao không nứt bể cho các bạn. À, đế này, à, đẹp nha, đế đẹp chưa, đế rất là đẹp nha. Cái phần đây là cái phần bên tay thắng, bên tay ga nó móp vô, còn bên phải thì bên trái thì nó liền luôn, nó không có móp vô. Đó, phần inox đẹp nha, nhựa không nứt không bể. Chà. Rồi tiếp theo bên đây là bộ chụp bông nha. Bộ chụp bông. Đây anh em coi cái chụp. Chụp sao. Đồng giá 3 triệu một bộ nha các bạn. Mấy hàng này nó hơi khó kiếm anh em. Anh em xài chung cho 78, 81, 86. Cánh én. Đây. Không nứt bể nha. À, phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua nha. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước, ship hàng sau, không ship code nha anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo giúp mình nha. Mình có bán lẻ chụp riêng với lại cái đế riêng. Có bán lẻ nha anh em. Đó, đây là xài chung cho 78, cái nén 8186 nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha.